Ôi giời ơi, nhiễu kiểu gì mà nhiễu hết cả giải thế này. Kinh quá, kinh quá. Nhà có giường không ngủ, lại thích ra ghế để nằm mà. Mình phải trang điểm cho mẹ xinh đẹp một chút mới được. Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình. Úi giời, kể ra mình cũng có năng khiếu hội họa phết nhỉ. Lát nữa mẹ tỉnh dậy mà thấy thì ố là la. Cái gì mà ngứa thế nhỉ? Cái gì mà ngứa thế nhỉ? Cam, mày làm gì đấy hả con này? Mẹ cứ bình tĩnh mà xem, bất ngờ con dành cho mẹ này. Sao mày lại bê nguyên cái sở thú vào mặt tao thế này hả Cam? Mày đứng lại nghe cho tao. Con vẽ đẹp mà mẹ. Đẹp hả? Mày mang cái mặt mày ra đây tao vẽ cho. Học thì 3 năm một lớp mà mày đặt ngứa tay hả? Chú mẹ bắt được con. Mày đứng lại ngay cho bà. Bà mà bắt được là mày như đòn. Ôi trời ơi, già mà chân cẳng khỏe thế nhỉ. Này thì đố, xem như lại thần trưởng của bà đây. Chà. Hả? Nô này, trần đời chưa thấy ai có vẻ ngoài đẹp trai như tao. Ơ kìa, ông làm sao vậy? Ông ơi, tỉnh dậy đi, đừng trợn mắt lè lưỡi nữa con sợ. Đứa nào vừa ném tao? Thôi xong rồi, chuồn lẹ. Dép của đứa nào mà thối như chuột chết thế này? À, còn Cám. À, còn Cám. Không phải con ông ơi. Nhìn cái chân lên coi. Mẹ con nhà Cám đâu? Mang cái mặt ra đây cho tao. Toàn rồi mẹ ơi. Chưa gì đã đánh hơi đến nơi rồi. Trốn mau con này. Chuồn nhanh mẹ ơi, không chết cả lũ bây giờ. Nhanh lên mẹ. Con này, mày gây ra họa lớn rồi đấy. Tại mẹ, đang yên đang lành lại còn thần với trưởng. Chúng mày có thích trốn không? Ra hết đây cho ông. Dao này được cái to xác mà lưỡi mày thì cùn trốn không? À, ra ai hết đây cho ông thế nhỉ? Dạ, phú ông sang chơi à? Chơi cái đầu mày ấy. Chúng mày làm gì mà tao gọi khản cả cổ không ra hả? Dạ, con đang. Hả? Thôi, ông ở lại một mình nhé. Con chuồn trước đây. Mẹ ơi, cứu con không muốn chết đâu. Nô ơi, cứu ông. Nô ơi, mày đâu rồi? Phú ông lạ thật, nhà có ghế chẳng ngồi lại thích nằm ra đất. Khó hiểu. Thôi, chắc là sở thích của ông. Mình vào chặt hoa tiếp vậy. Hú hồn. Mày mà mình thông minh giả vờ chết, không là vĩnh biệt rồi. Sợ quá. À, ông về rồi đấy à? Sao mày vứt tao ở lại đấy hả Nô? Không chạy ở lại, để có mà chết chung với ông à. À, cái thằng mập này. Nuôi mày thà tao nuôi con lợn còn hơn. Tại sao nhà con mẹ ghẻ lại có đứa con gái xinh thế nhỉ? Ông ơi, ông tỉnh lại đi. Ông ơi. Ông. Ông bị con tắm nó dọa cho hồn lìa khỏi xác rồi à. Lìa cái đầu mày. Cổng tao sang nhà con mẹ gì ghẻ nhanh lên. Ông tính nóng như kèm ý. Nào, lên đây con cổng đi. Tiến lên. Mày nhanh lên, nuôi cho mập cái thay rồi lại ba lê mê. Ông cứ bình tĩnh xem nào. À, đây rồi, Nô, quay xe. Ông ơi, đây chỉ là sự cố thôi. Ông tha cho mẹ con đi. Tại mẹ cả đấy. Hôm nay, ông sang đây là để Hỏi vợ. Hả? Hỏi vợ á? Ông ơi, ông có nhầm lẫn không đấy? Nhầm cái đầu mày, tao sang để hỏi vợ. Không nhầm. Mẹ ơi, chắc là ông hỏi cưới con đấy. Cái gì? Ông định cưới con Este này á? Mày bị hâm mà, không phải con này. Nhìn người ta hiền thế này mà bảo Este. Không phải mày. Ơ, thế là em rồi ạ. Oh my god. Em mời ông.
rồi. Lại đây với ta nào. Ờ, thế là thế nào? Nào, ngoan, đi về nhà ta nhanh lên. Dì ơi, cứu con. Ông ơi, còn con nữa. Cái quái gì đang xảy ra thế nhỉ? Ý giời. Thế là không phải con hả mẹ? Tao còn chưa đến lượt nói gì đến mày. Úi chà chà, ngồi xuống đây nào. Trốn gì mà kỹ thế, để bây giờ ông mới thấy. Nàng, là vợ ta nhé. Là cưới à? Ấy ấy, cất con dao đi, ta cho nàng cái này này. Ôi trời, nhiều tiền thế này, em cưới luôn, cưới cưới cưới. Ông và gái số 2 thì chẳng ai là số 1. Ôi mẹ ơi, thối rồi, hoa quả nhà mình bán toàn là thối thôi. Con cứ yên tâm, chỉ cần có cái này thôi, hoa quả lại tươi rói. Con cầm lấy đi. Mẹ ơi, nó thối nhiều lắm. Mày nói nhiều quá. Bơm ít thuốc bổ vào cho mẹ là thành hoa quả sạch ngay. Cứ như thế này thì nhà mình giàu to mẹ ạ. Chứ còn gì nữa. Đẩy mạnh lên nữa đi con, sắp về đến nơi rồi. Con vẫn không hiểu, mẹ mua cái củ nợ này về làm gì mà nặng chết đi được. Tao mua về cho đẹp, kệ tao. Bà con ơi, lại đây mua hoa quả sạch nào. Mãi vô, mãi vô. Này anh trai, mua đi, mua về cho vợ ăn thì bổ lắm đấy. Tiền nhanh lên. Ấy, nó phải thế chứ lị. Mẹ ơi, tiền thơm quá mẹ ạ. À. Phát đầy nhà mình giàu rồi mẹ ơi. Mày đưa tiền đây cho mẹ. Ai mua hoa quả sạch không nào? Chị gái ơi, mua hàng của em đi, ngon lắm. Hoa quả sạch đấy chị ạ. Cô cầm giúp tôi nhé. Em xin. Lần sau lại ghé chỗ em mua nhé. Đưa tiền đây. Ui, nhà này bán táo vừa rẻ lại còn ngon nữa chứ lị. Cũng thơm đáo để. Làm sao thế này? Chắc chắn là do con mẹ bán táo rồi, không lệch đi đâu được. Hoa quả sạch bà ơi, lại đây ủng hộ mẹ con nào. Hai mẹ con các người bán hoa quả kiểu gì mà tôi ăn đau hết cả bụng thế hả? Này này, đừng có đổ điêu cho nhà tao nhé. Nhà tao bán hoa quả sạch đấy. Mày đi ăn bậy ăn bạ cái gì rồi đổ điêu cho nhà tao hả? Các người vẫn còn cố già mồm mà. Ờ, mày thích vu khống không? Tao cho mày lên quan bây giờ đấy. Lên quan đấy. Các người được lắm, cứ đợi đấy. Đúng là cái đồ lắm mồm. Mẹ ơi, nhỡ nó đưa cái giỏ nhà mình lên quan thật thì sao? Còn ý, không phải lo. Nhà mình con ông cháu cha có người chống lưng rồi. Bán đi con. Ai mua hoa quả sạch không nào? Mình phải tìm cách gì để vạch trần bộ mặt của hai mẹ con nó mới được. Táo xeo đi, 100k một quả. Này Cám, con trông xe cho mẹ. Mẹ đi kia có tí việc nhé. Dạ vâng ạ. Mọi người vào ăn táo nhà em đi ạ. Mua một tặng hai đây. Ui, sao lại đau bụng lúc này cơ chứ? Thôi kệ, đi giải quyết trước đã. À. Vài phút sau. Ô, xe hoa quả đâu rồi? Còn Cám đâu?
xe hoa quả nhà mình đâu hết rồi? Ơ, đâu rồi nhỉ? Con vừa thấy nó đây mà. Ui, tao bảo mày trong xe cơ mà. Mất hết cả xe của tao rồi. Đi tìm về đây mau. Này, hai mẹ con đang đi tìm xe đúng không? Đúng rồi. Tôi vừa thấy thằng nào nó dắt xe đi về phía kia kìa. Ôi dồi ôi, chết rồi. Tôi cảm ơn bà nhé. Đi nhanh lên con. Chò chết. Cái xe này nhìn khét con nhỉ. Ôi dồi ôi, kia rồi. Hai cái thằng kia, đứng lại. Chúng mày lấy trộm xe của bà đúng không? Ôi dồi ôi, sao bà lại đánh tôi? Mày nha. Các người có biết ta là ai không? Bà không cần biết. Mày ăn trộm xe của bà cho lên quan nhé. Lên quan? Lên quan á? Giới thiệu với các người, đây là hoàng thượng. Đây là hoàng thượng? Hoàng nào trị được anh ấy? Hả? Ôi dồi ôi, hoàng thượng á? Thôi chết rồi. Con xin hoàng thượng. Bỏ ra. Chúng còn có mắt như mù. Anh hoàng ơi, chúng ta đi về đi. Mà hoa quả ngon lắm, anh ăn thử đi. Người cho ta ăn cái gì thế này? Thôi chết rồi mẹ ơi. Người bảo ngon lắm cơ mà. Ta ăn bụng nó cứ cồn cào hết cả lên này. Em cũng không biết nữa. Thôi em đi về trước đây. Nhà ngươi bán táo kiểu gì vậy? Anh hoàng ơi, bọn em không biết gì thật mà. Úi giời ơi, chết rồi. Chết thật rồi mẹ ơi. Thôi đi về. Bây giờ tôi xin kính mời hai mẹ con lên quan. Mẹ ơi, khóc to lên cho anh hoàng tha cho. Ôi anh hoàng ơi, bọn em trót dại, anh tha cho bọn em lần này đi ạ. Các người có biết các người mắc tội gì không? Xin bệ hạ tha lỗi cho chúng thần thiếp. Chúng thần thiếp biết lỗi rồi ạ. Hoàng thượng ơi, tội này không tha được đâu ạ. Phải xử thật nặng vào. Cho phép người vào. Anh hoàng ơi, nhà nó bán toàn là hoa quả đểu, mà nó là hoa quả sạch, tội này không thể xử nhẹ được. Đúng rồi anh hoàng ạ, phải phạt mạnh vào. Ui, kiếp quá đồ ơi, mày nặng mùi quá. Cho chừa cái tội ham ăn tục uống. Im mồm, ta phạt các người ăn hết đống hoa quả này. Đúng là anh hoàng cao minh, còn khóc lóc cái gì, mau ăn đi. Mẹ ơi, con không ăn đâu. Ăn hết cho ta. Bây giờ các người muốn ăn hay là muốn chém đầu hả? Hoàng thượng, đúng là anh minh. Các người mau ăn đi, ăn cho sạch vào. Mẹ ơi, con ăn phải chỗ thối rồi. Không sao đâu con, hoa quả sạch nhà mình đấy. Nhưng mà mẹ ơi, con sắp ra quần rồi. Chuột mạo thôi con. Hả? Đứng lại cho ta. Anh hoàng ơi, em sắp ra quần rồi. Kệ nhà ngươi, ăn hết cho ta. Từ giờ đến tối không hết cái đống này thì các người liệu hồn đấy. Hoàng thượng có lệnh, không cho vào. Ui anh nô ơi, cho bọn tôi vào đi mà. Chúng tôi không được nữa rồi. Khóc lóc cái gì, đây là cái giá mà các người phải trả, hiểu chưa? Con ra rồi mẹ ơi. Eo ơi, khiếp quá, mau đi ra chỗ khác đi. Ở đây không chịu được cái mùi của nhà ngươi đâu. Thôi quá. Phi vụ của mẹ con mình thất bại rồi. Tẹo nữa về, mẹ nhường cho con trước nhé. Nhường cái đầu của mày ấy ra bờ sông mà giải quyết. Đáng đời. Thế người định bao giờ thanh toán tiền cho ta đây? Con xin phú ông cho con chậm vài bữa ạ. Dịch bệnh khó khăn, con chẳng làm gì nên tiền cả. Mày lại bắt đầu triệu chứng thích ăn đòn rồi đấy. Thằng này láo. Mày là chủ hay tao là chủ? Bộ láo. Ông ơi, ông cho con xin nốt hôm nay thôi ạ. Tao không có gì để cho mày xin cả. Con vàng ông, con lạy ông mà. Trong ngày mai, tao sẽ sang lấy tiền. Mày mà không có thì mày liễu hồn đấy. Phú ông.
Con kia, kinh tế mày thế nào rồi? Đủ chính sách để trả tao chưa? Ông ơi, hôm nay con vẫn chưa có à? Ông cho con khất thêm vài hôm nữa đi. Tao cho mày rồi ai cho tao? Tao chết đói à? Đúng rồi đấy Phú ông ạ. Nhưng mà ông ơi, hôm nay con chưa có tiền à? Mày đùa với ông mày đấy à? Mày thích chưa có tiền không hả? Mẹ, bây giờ mày muốn thế nào? Ông ơi, xin ông tha cho mẹ con đi mà. Gia đình con cũng thuộc dạng nghèo khó. Con xin ông khất cho mẹ con thêm mấy hôm nữa. Con hứa sẽ trả ông đầy đủ à? Ê, anh Phú ơi. À, thằng này khá. Hôm nay mày không trả tiền cho ông thì ông sẽ bắt con gái của mày về. Nghe có khét không? Ông ơi, con xin ông, con còn nó còn non dại, con hứa sẽ trả tiền đầy đủ cho ông mà. Thằng nô, đưa nó về cho tao, để tối thầy trò mình còn đánh chén chứ. Nhất trí. Con mụ này, bỏ tay ra. Mẹ ơi, cứu con xin ông, tha cho con của con đi. Tha cái đầu mày ấy, tránh ra đằng kia. Quay ra đây tôi bảo. Bỏ tay ra, ông lại dẫn con nào về thế này? Không phải việc của bà, vướng víu thế chứ. Ông ơi, ông tha cho con đi ạ. Thả, ta có làm gì đâu. Mẹ mày không có tiền trả cho ông thì mày phải trả thay chứ còn gì nữa. Ông ơi, ông có hàng mới rồi thì ông nhường bà cho con nha. Sao mày mất nét thế hả con? Mày nghĩ mày là ai? Của ông mày hết. Ông không cho con thì thôi, làm gì ông phải đánh con như thế? Mày cứ liễu cái thần hồn đấy. Nàng đừng sợ nhé, ta thương. Đi với ta vào đây nào. Ông ơi, tha cho con. Rộ hết cả người. Con gái ơi, không biết giờ này con thế nào rồi. Mẹ nhớ con lắm. Không thể để như thế được. Mình phải đi tìm con thôi. Bà mày nhìn mày hơi lâu rồi đấy. Con rảnh con. Mày dám giật chồng tao hả? Ai giật chồng của bà? Là ông ấy tự theo tôi nhé. Cứng mồm quá nhỉ. Cái đồ già hết đát. Mày bảo ai đấy hả con kia? Tôi bảo bà đấy. Tao sẽ cho mày biết thế nào là đi giật chồng người khác. Phú ông là của tôi rồi. Bà còn muốn gì nữa? Mày có trả phú ông cho tao không? Tôi không trả. Bà làm gì được tôi? Bà giỏi lắm. Bùm bùm. Thê tử của ta đâu rồi? Hả? Dừng lại bà kia. Buông ra. Bà làm cái trò gì đấy hả? Hả? Ông ơi, bà đánh em ông ạ. Đánh ở đây này. Đánh ở đâu? Đây, đánh chỗ này này. Ở đây nữa này, đây nữa này. Mày, rõ ràng mày đánh tao trước mà mày thích điêu không hả? Bà mau cút đi. Từ giờ, bà ấy sẽ là bà hai của tôi. Không được. Đồ ngu. Ôi, em lại đau rồi ông ơi. Ta xem nào, ta thương. Con ơi, con thế nào rồi? Mẹ nhớ con lắm. Phú ông ơi, ông có nhà không? Cho tôi gặp con gái tôi một lúc đi. Trưa nắng chạng chang thế này, bà bò đến đây làm gì? Thằng nô. Mày nói ai đó? Mày đi vào đây cho bà. Đi. Mẹ, mẹ vào đây với con. Nhà này nhìn khét quá con nhỉ. Chứ còn gì nữa, mẹ đi vào đây. Mẹ ngồi xuống đây. Từ giờ mình không phải khổ nữa. Thế ở đây người ta có bắt nạt con không? Úi giời, mẹ không phải lo. Còn ở đây á, sướng như tiên vậy. Mày làm gì thế hả con kia? Ui, điên hết cả người. Tao cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi mà mày không chừa à?
Úi dồi ôi, mẹ cứ ngồi xuống đây cho con. Này, quát ai đấy hả? Thế mày định lôi cả họ hàng dòng tộc mày lên đấy à? Đây, chính là mẹ của tôi, tức là mẹ vợ của ông. Thì không được ở nhà này à? Thế bây giờ mày muốn như thế nào? Thì làm sao? Làm sao à? Như thế này chứ còn làm sao nữa. Kìa, con ơi, đừng có đánh nhau mà. Tôi nhịn bà lâu lắm rồi đấy nhé. Bao nhiêu năm nay bà vòi ra bao nhiêu là thứ thuế. Này thì thuế này, bà có thích thuế không hả? Tao cho mày thuế luôn, đã mắc chưa con? Bọn này đi đâu hết rồi nhỉ? Hả? Bà có thôi đi không? Bà làm cái trò gì đấy? Ông để tôi dạy cho chúng nó một bài học. Này thì bên nó này. Bà biết tôi là ai không mà dám đánh hả? Em này thì em này. Em sợ quá ông ơi. Bà cứ chờ đấy. Nàng có bị thương ở đâu không? Thôi, anh thương. Nàng đừng có khóc nữa nha. Ta sẽ làm chủ cho nàng. Không, em không ở đây nữa đâu. Bà cả, giết em mất. Cái con này, mày thích gấp lửa bỏ tay người không hả? Đấy, ông thấy chưa? Bà ý như thú dữ ấy. Em sợ lắm. Thôi mà, nàng có ta đây rồi. Không biết đâu, em về với mẹ em đây. Bà về nơi sản xuất đi. Ông ơi, ở nhà tôi không chứa chấp ai như bà cả. Bà mau về đi. Đúng là cái đồ hám gái. Để tôi chóng mắt lên xem ông được bao lâu. Bà cả, nay đi đâu mà vội thế nhỉ? Nô ơi, tao bị mắc bẫy của hai mẹ con nhà đó rồi. Thế bà bị đuổi đi rồi à? Đúng rồi đấy nô ạ. Số tao có khổ không cơ chứ. Cơ hội của mình đến rồi. Ôi làng nước ơi, tôi có được bà cả rồi. Ha ha.